A6 lối vào đường mòn U Ki. Sau khi xuống xe, bạn sẽ đến ngay với đường mòn U Ki. Đây là con đường cổ xưa nối từ Phen Nguyên đến Gong La có tổng chiều dài khoảng 690 mét, với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ dọc đường. Đường mòn đi qua đền Trung Liệt và sân Gôn Phen Nguyên. Nếu bạn đến đây để leo núi, hãy ghé thăm công viên tưởng niệm Cư Phen gần đó nơi này không chỉ có các di tích lịch sử quan trọng mà còn là điểm lý tưởng để thưởng thức hoàng hôn và ngắm cảnh đêm rất thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn